cuối đời của ta còn gì suy ngẫm theo triết lý nhà Phật. Con người sinh ra, lớn lên, già đi và chết đi. Trong quá trình sống, con người có những ước mơ, khát vọng, tình yêu, hận thù, thành công, thất bại. Nó cũng là một hành trình đầy biến đổi, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, vui buồn. Khi tuổi trẻ trôi qua, sức khỏe hao mòn, con người thường có xu hướng nhìn lại cuộc đời và tự hỏi, cuối đời ta còn gì? Câu hỏi này mang theo nhiều trăn trở, suy tư về giá trị đích thực của cuộc sống và những gì còn lại sau khi ta rời xa thế giới này. Trong triết lý của nhà Phật, vấn đề này không chỉ đơn giản là sự mất mát và kết thúc, mà là một cơ hội để hiểu rõ hơn về bản thân và hướng tới sự giác ngộ. Trong triết lý nhà Phật, cuộc sống không tránh khỏi sự thay đổi và không thể tránh khỏi sự mất mát. Thực tế là một phần không thể thiếu của cuộc sống, và việc chấp nhận điều này là bước quan trọng để giải thoát khỏi khổ đau và lo lắng. Theo triết lý nhà Phật, cuộc đời là một vòng luân hồi sinh tử, chịu ảnh hưởng của nghiệp lực. Mọi thứ trên đời đều vô thường, không có gì là vĩnh cửu. Danh vọng, tiền tài, sắc đẹp, sức khỏe, tất cả đều có thể thay đổi theo thời gian. Do đó, việc bám víu vào những thứ vật chất tạm bợ này sẽ chỉ dẫn đến khổ đau. Theo triết lý nhà Phật, con người không chỉ sống một lần mà còn sống nhiều lần trong những thân phận khác nhau, tùy thuộc vào nghiệp báo của mình. Nghiệp báo là kết quả của những hành vi, lời nói và suy nghĩ của con người trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu con người làm nhiều việc thiện, nói nhiều lời lành, nghĩ nhiều điều tốt, thì sẽ có nghiệp tốt, sinh vào những thân phận cao quý, hưởng những phúc lợi và hạnh phúc. Ngược lại, nếu con người làm nhiều việc ác, nói nhiều lời dữ, nghĩ nhiều điều xấu, thì sẽ có nghiệp xấu, sinh vào những thân phận hèn hạ, chịu những khổ đau và bất hạnh. Theo nhà Phật, điều quan trọng nhất trong cuộc đời là tu tập để giác ngộ, giải thoát khỏi khổ đau. Quá trình tu tập giúp con người thanh lọc tâm hồn, phát triển trí tuệ, sống một cuộc đời có đạo đức và ý nghĩa. Do đó, cuối đời của ta còn gì là do chính ta tạo ra. Ta còn lại những nghiệp báo mà ta đã gieo trồng trong suốt cuộc đời. Những nghiệp báo này sẽ ảnh hưởng đến thân phận và số phận của ta trong kiếp sau. Nếu ta muốn có một cuối đời an lạc, ta phải sống một cuộc đời đạo đức, tu tập, giúp đỡ người khác, không gây hại cho chính mình và cho người khác. Nếu ta muốn thoát khỏi vòng luân hồi, ta phải theo đuổi sự giác ngộ, nhận ra bản chất của sự vô thường, vô ngã và vô thọ. Khi ta giác ngộ, ta sẽ không còn bị trói buộc bởi những tham, sân, si, mà sẽ đạt được sự tự do, bình an và hạnh phúc tuyệt đối. Vậy, cuối đời của ta còn gì là do chính ta quyết định. Ta có thể chọn sống một cuộc đời vô nghĩa, vô ích, vô định, hoặc sống một cuộc đời có ý nghĩa, có ích, có định. Ta có thể chọn bám lấy những điều tạm thời, tương đối, khổ đau, hoặc tìm kiếm những điều vĩnh cửu, tuyệt đối, an lạc. Ta có thể chọn lưu lạc trong vòng luân hồi, hoặc thoát ra khỏi vòng luân hồi. Ta có thể chọn làm người bình thường, hoặc làm người giác ngộ. Đó là những lựa chọn mà ta phải tự mình thực hiện, không ai có thể thay thế ta được. Hãy sống một cuộc đời có trách nhiệm, có ý thức, có tâm hướng, để cuối đời của ta còn gì là những điều tốt đẹp, cao quý và vĩ đại. Nên sống một cuộc đời thiện lành, tránh làm những điều ác. Hãy gieo những hạt giống tốt đẹp để có thể gặt hái quả ngọt trong tương lai. Ngoài ra, nhà Phật cũng cho rằng con người nên trân trọng những giây phút hiện tại, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Bởi vì quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, chỉ có hiện tại là thực tại. Sống với tâm hồn thanh tịnh, an nhiên, con người sẽ cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc đích thực trong cuộc sống. Có thể nói, triết lý nhà Phật mang đến cho con người một cái nhìn sâu sắc về cuộc đời và ý nghĩa của nó, giúp con người giải đáp được câu hỏi cuối đời ta còn gì, và hướng đến một cuộc sống có giá trị, ý nghĩa. Chúng ta cần nắm rõ các vấn đề sau để có thể triển khai các pháp phương tiện nhằm mục đích đi tới cứu cánh tối thượng. Thực hành tâm thiền. Tâm thiền không chỉ là một phương tiện để giảm căng thẳng mà còn là cách tiếp cận sâu sắc với ý nghĩa cuối cùng của cuộc sống. Qua thiền định, chúng ta có cơ hội khám phá và trải nghiệm tận thức, giúp dẫn đưa tâm hồn đến bình an. Hiểu về sự không tường trợ và không tự chủ. Nhà Phật nhấn mạnh sự phi tường trợ và phi tự chủ của mọi hiện tượng. Sự liên kết với môi trường xung quanh, nhận ra sự phụ thuộc và không tự lập, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tư duy và tình cảm. Xác định mục tiêu tối thượng. Cuối đời, theo triết lý nhà Phật, không chỉ là sự mất mát về thân thể mà còn là cơ hội cuối cùng để định hình ý chí và tìm kiếm mục tiêu tối thượng. Mục tiêu này không chỉ là hạnh phúc cá nhân mà còn liên quan đến hạnh phúc của người khác. Phương tiện tâm linh trong cuộc sống hàng ngày. Sự tu tâm không chỉ là hành động trong đạo mà còn là cách sống hàng ngày. Nhà Phật khuyến khích việc thực hành lòng từ bi, lời nói chân thành và hành động đúng đắn trong cuộc sống hàng ngày để tạo ra sự tốt lành. Bài học từ sự hiện hữu và sự vô thường. Cuối đời không chỉ là thời điểm kết thúc mà còn là cơ hội để học hỏi từ sự hiện hữu và sự vô thường của mọi thứ. Sự biến đổi không ngừng, và qua đó, chúng ta có thể nhận ra tính vô thường của cuộc sống và học cách trân trọng mỗi khoảnh khắc. Dưới đây là một số bài học mà chúng ta có thể rút ra từ triết lý nhà Phật về vấn đề này. Vô thường, mọi thứ trên đời đều thay đổi, không có gì là vĩnh cửu. Do đó, con người không nên bám víu vào những thứ vật chất tạm bợ. Nghiệp lực, mọi hành động, suy nghĩ và lời nói của chúng ta đều có ảnh hưởng đến kiếp sau. Do đó, con người nên sống một cuộc đời thiện lành, tránh làm những điều ác. Hiện tại, con người nên trân trọng những giây phút hiện tại, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Giác ngộ, mục đích cao nhất của cuộc đời là tu tập để giác ngộ, giải thoát khỏi khổ đau. Với những bài học này, con người có thể sống một cuộc đời thanh thản, an nhiên và có ý nghĩa. Bài luận này chỉ cung cấp một số góc nhìn về vấn đề cuối đời ta còn gì, theo triết lý nhà Phật. Vấn đề này còn rất nhiều khía cạnh khác và mỗi người sẽ có những suy nghĩ, cảm nhận riêng. Cuối cùng, cuộc sống theo triết lý nhà Phật không chỉ là hành trình của chúng ta mà còn là hành trình với chính bản thân mình. Cuối đời không đơn giản chỉ là cái kết, mà là cơ hội để trải nghiệm sự giác ngộ và hiểu rõ hơn về bản thân. Qua việc áp dụng những nguyên lý này vào cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể đạt được sự bình an và hạnh phúc tại cảnh cuối đời của mình.